Mưa lớn cục bộ sẽ xuất hiện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay. Người dân vùng núi cần đề phòng sạt lở đất. Đêm qua và sáng nay ở Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Thanh Hóa đã có những điểm mưa to trên 50mm. Dự báo chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn đồi núi mái ta luy. Về diễn biến nắng nóng ở Trung Bộ thì trong ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ xảy ra cháy nổ khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ bùng phát cháy rừng.